Đấy, 6040. Bữa nay quay đắp bờ nha các bạn. Đồng mẹ đây đồng Tân Công Chí, Tân Hồng, Đồng Tháp. Giáp Sa Gài á. Bốn tạ. Đất này đang đi đắp khô nha. Đất này đất cày chưa có nước. Cày này chờ nước vô lần sớ gần chục chạc. Đất bên này còn khô queo luôn. Đó, tới rồi đây. Không nhỏ. Cạch 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 thế này. Nón là nón nón trơn chứ không phải nón khía hả? Rồi nón khía khía. Có bền luôn. Giờ này dạng bền nha các bạn. Thôi bây giờ một rồi. Thật cát. Bài cát đắp mới đã lăn con à. Này một bên một à. Rồi bên nâng nâng lên nâng xuống rồi chứ không phải bên gập vô gập ra. Nắng cón cái đường luôn. Đất khô mà gặp đất cát nữa. Hết đợt. Tua 504. Rồi 6040 sử dụng động cơ Kubota V2403 bít tông 87, hành trình là 102, công suất là 58 hp nha các bạn, tổng là 60. Bánh nhỏ này thì nặng 1 tấn 8, máy dung tích 2.4 turbo. Cái vàng này thì vàng thường thì khoảng chừng 15 triệu nha các bạn, 12 triệu trở lại à. Còn mấy vàng mà hai bên luôn thì hai mấy triệu cũng có nữa.
bên đây đắp gòi, bên đây đắp gòi mưa gòi luôn. Đất này đất dày, đất lồ không. Gần giáp ha, đầy sọc luôn. Quá xa luôn. Đó, dài tới đầu dưới rồi các bạn. Toàn các pha đó cái này cài gọi rồi, chưa sớm. Chờ nữa kêu số tắt 2 trang chụp rồi công ty người có người chụp người không chụp nữa, chụp trang trại rồi xong cái đoạn mới xả vô vô ba đồng này thả nhưng mà không có nước rồi.
dài sập luôn.